Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần 263 của bộ truyện Tiên Hiệp Phạm Nhân Tu Tiên, tác giả vong ngữ, nguồn bạch ngọc sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đã là lần thứ ba đột phá chứng ngại thất bại rồi. Xem ra chỉ khổ luyện trong một thời gian ngắn thì không cách nào có thể phá được cửa này Hàng lập lẩm bẩm từ nó mấy tiếng Rồi bàn tay của hắn đột nhiên lật lên liền xuất hiện một vật có in hòa phục màu đen Đó chính là chiếc bình nhỏ bên trong Đặt bà viên hắc viêm đan Hắc viêm đan Tuy được coi là loại linh dược tốt nhất cần có Để đột phá chứng ngại của hóa thần hậu kỳ Nhưng hiệu lực to lớn của nó Đối với những tu sĩ hóa thần trung kỳ Vẫn còn có thể sử dụng được Chỉ có điều Hiệu lực này hơi vượt qua sức mạnh Của tu sĩ cơ thể hư nhược Ngược lại, còn có thể bị lửa hắc vùng thiêu chết. Cơ thể của hạng lập là về linh thiên hỏa, bên ngoài lại có pháp thể song tu. Đương nhiên sẽ không lo nghĩ về điều này. Rất có thể sau khi dùng nó thì sẽ được phá được chướng ngại phía trước. Nhưng nếu cứ như vậy, đến khi tiếp cận cảnh giới luyện hư thì sẽ thiếu mất một viên hắc viêm đan. Tỷ lệ đột phá sẽ bị giảm đi không ít. Dù sao loại linh dược hắc viêm đan này cũng không phải là thứ chỉ cầu mà được. Chứng ngại trung kỳ trước mắt hắn đột phá là vấn đề sớm muộn. Mà vô số tu sĩ khác trong cả một đời đều dừng lại ở cánh cửa hóa thần hậu kỳ. Từ sự chênh lệch rất lớn giữa số lượng tu sĩ cấp hóa thần và luyện hư cũng có thể biết được độ khó của việc tiến cấp. Cho nên khi đột phá chứng ngại này, đương nhiên đơn dược trợ giúp càng nhiều thì càng tốt. Trong lòng, lặp đi lặp lại những suy nghĩ rất lâu. Khóe miệng hạng lập lộ ra một nụ cười khổ thu bình thuốc trong tay, đặt trở về trữ vật trạc. Nhưng Hàng Lập cũng không có ý định tiếp tục bế quan, đứng dậy, đi đến cửa mật thất. Bên ngoài mật thất, một con cửa vườn khôi lội, không biết từ khi nào đã đợi ở đó. Hàng Lập hơi hơi nhướng mày, vẫn chưa nói gì. Còn khôi lội bỗng nhiên nhảy một bước lớn về phía trước. Hai tay đằng bề một thứ gì, giống cây gậy màu vàng nhạt. Bên trên có rải rác những hoa vàng màu xanh sậm kỳ lạ đó chính là huyền thiên quả thực. Thấy vật này, Hàng Lập liền đứng nhìn chăm chú. Một tay giơ lên hút vật này vào trong tay, đồng thời ánh sáng màu xanh trong mắt cũng phát ra, trực tiếp nhìn xuyên thấu qua nó. Kết quả là quần sáng chỉ to bằng hạt đầu vàng bên trong nó, lúc này đã to bằng ngón tay cái. Hàng Lập nhìn chỉ bảo trong tay, trong lòng không cầm được một cảm giác buồn bực. Những tư liệu có liên quan đến huyền thiên quả thực Hàng độc khi ở trong một số điện tịch thượng cổ ở Thiên Nguyên Thành đã từng bí mật tìm hiểu một lượt. Nhưng điều cổ quái chính là bất luận sách các cổ đến bao lâu thì đều không có nhắc đến một chút gì liên quan tới nó. Nếu không phải hắn khi ở nhân giới đã có một số tư liệu về Huyền Thiên Tiên Mộc thì e rằng ngay cả Huyền Thiên quả thật là gì hắn cũng không biết. Có điều dù như vậy thì nếu trong huyền thiên quả thực có thể ẩn chứa pháp tắc của nhất giới, thì tất cả sẽ là bảo vật cấp nghịch thiên. Đương nhiên, điều này hạng lập chưa từng nói ra bên ngoài. Sau khi một lần nữa truyền linh dịch vào trong huyền thiên quả thực không có hiệu quả gì, hạng lập liền dùng ngón tay vuốt ve bảo vật này, vẻ mặt lộ ra chút trầm ngâm. Mấy năm gần đây, hắn cơ hồ chưa từng gián đoạn việc truyền linh dịch thần bí vào trong quả thực. Ngoài để cho ánh sáng trắng kia lớn hơn một chút, thì chưa nhìn thấy vật này có gì khác thường. Tuy không biết nếu như dùng linh dịch lục dịch thần bí truyền tiếp, thì quả thực này phải chăng có thể thật sự dùng được hay không? Nhưng bây giờ cũng chỉ có thể tiếp tục chờ mà thôi. Sau khi cất cẩn thận huyền thiên quả thực, Hàng Lập liền ra dược viên xem một chút. Chỉ thấy bên trong dược viên, những linh dược như chi lòng quả lúc trước trồng xuống, đã sớm sinh sôi và chính cả một mạng hơn nữa còn được khôi lội phụ trách thu thập thành đống, rồi đem cất giữ trong một chiếc trữ vật trạc. Hạng Lập đương nhiên rất vui, hắn đem những linh quả đó chuyển vào trong tất cả những trữ vật trạc mà mình đã mang theo. Sau khi làm xong tất thảy mọi việc, Hạng Lập đưa tay vẫy một con khôi lội đang đứng cạnh mình. Lập tức, Nguyên Anh thứ hai từ bên trong cửa vườn khôi lội bay ra. Sau khi quay một vòng tròn thì lại nhập vào trong cơ thể hắn. Hạng Lập hai mắt hơi nhắm lại, như đang nhận được một tin tức gì. Một lúc sau, hắn vỗ một cái sau đầu. Một lần nữa phóng ra nguyên anh thứ hai, quay về cơ thể khôi lội, đồng thời cười lạnh lùng một tiếng. Mấy con yêu vật trung cấp đó lại dám tìm đến cửa một lần nữa. Xem ra, chắc đã tìm được trợ thủ nào rồi. Nói xong, Hàng Lập bước nhanh về một gian đại sành trong đồng phụ. Một pháp trận cực lớn và một đài cao như tế đàn được lặng lẽ đặt ở chỗ đó đài cao được dựng ở trần nhạn bên trên có một pháp bàn tam góc hàn lộc cũng không nói nhiều lời giơ tay lên làm phép trên pháp trận sau một tràng những tiếng vù vù cả pháp trận nổi lên một quần ánh sáng trắng tiếp theo là bạch quang chớp đồng. pháp bàn tam góc hiện ra một màn ánh sáng ngân sắc bên trên các điểm những đốm ánh sáng trắng lấp lánh không ngừng cơ hội như rải rác khắp cả màn ánh sáng hàn lộc trong khi mở đồng phụ cũng đồng thời bố trí một lượng lớn vạn lùng châu ở phạm vi vài trăm dặm gần đồng phụ. Hôm nay, hắn lướt mắt nhìn lên trên màn sáng, lập tức phát hiện một số điểm đen ở mấy nơi cách đó 20 dặm, lấp lẽ không ngừng. Hàng lập hai tay bấm pháp quyết, những thành quang xung quanh người phóng ra, lập tức hóa thành một đường cầu vòng bay ra khỏi gian phòng. Sau mấy cái chớp sáng thì biến mất bên ngoài cửa lớn của đồng phụ. Cự ly xa như vậy, nhưng bởi tốc độ đồn quang khó có thể tin được của hàng lập. Cơ hồ chỉ trong thời gian thở mấy hơi đã đến Ở được nơi đích. đó có một con tam thủ thanh hoa cơ mạng, một con thú đầu trâu thân sư tử màu phỉ thúy và một đạo hào quang màu xám mơ hồ dị thường trôi nổi trên không trung. Đang thị thầm nói với nhau điều gì? Sau khi hàng lập đoay sáng một cái, lập tức hiện thân trên không trung một cách xào quyền. Nhưng bốn con yêu vật phản ứng không hề chậm đột nhiên hóa thành hai cơn yêu phong và một tia ánh sáng màu xám tháo chạy. Hàng lập chỉ hừ nhẹ một tiếng, thì ba tia sáng màu đỏ từ trong tay áo bay ra. Sau khi chợt lóe rồi vụt tắt, liền xuất hiện phía sau yêu phong và ánh xám trắng. Hồng quang phát ra, quấn chặt lấy ba con yêu vật, làm cho chúng không thể nhúc nhích. Hàng lập nhẹ nhàng phất tay áo, ba con yêu vật bị sức mạnh của ba tia sáng màu đỏ kéo xuống phía trước mặt hàng lập thủ đầu trâu và cờ mạng đều vô cùng hoàng sợ duy chỉ có yêu vật bên trong anh xám trắng lại đột nhiên mở miệng nói ra điều gì tuy giọng điệu cổ quá khác thường hạng lộc nghe không hiểu nhưng khẩu khí lại cơ hồ như cơ ý uy hiếp hạng Lập sắc mặt trầm xuống cũng không trả lời chỉ nắm tay vào hư không hướng về yêu vật bên trong anh sang trắng một đào ánh sáng ngũ sắc diễm lệ dị thường bay ra anh sang xám hồ thể con yêu vật, bị hào quang ngủ sắc chạm vào, trong phút chốc bị tiêu tan như tuyết đầu xuân. Còn bản thể của yêu vật vụ một tiếng, đã bị hàng lập hút lấy vào trong tay. Nòng ngón tay ấn chặt vào đầu của nó. Cơ thể yêu vật chỉ dài có nửa trường, toàn thân lấp lánh lần phiến kim sắc. Đó chính là một con ngư yêu bụng sinh tứ chi. Con yêu này, đầu của nó thậm chí còn hóa thành một khuôn mặt giống như nam tử của nhân tộc chỉ có điều lại sinh ra trên đầu của một con cá, đương nhiên làm cho người ta sợ tới sợn cả gai ốc. Hạng lập đối với con yêu vật nào mà chưa từng nhìn thấy chứ. Con người yêu cấp 6 trước mặt tuy rất đáng sợ, nhưng đương nhiên sẽ không làm cho hắn cảm thấy kinh hại một chút nào. Chỉ thấy bàn tay hắn ấn vào đầu người yêu, bỗng nhiên kim hà phóng ra. Con yêu lập tức phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Thân hình cực lớn đang rung lên, cơ thể cứng ngắc liệm đi. Hàng lập lại trực tiếp thi triển sưu hồn thuật và bắt đầu tìm kiếm những thứ mà mình muốn trong nguyên thần của con người yêu. Còn mạng xà ba đầu và tiểu thú đầu trâu nhìn thấy cảnh tượng này bị dọa cho toàn thân rung lên trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Với thần thông bây giờ của hàng lập thì tiến hành sưu hồn thuật trên người một con yêu thú cấp 6 là chuyện rất dễ dàng. Chỉ trong thời gian một chén trà đã có thể tìm kiếm sạch sẽ tất cả mọi thứ trong nguyên thần của người yêu thiên bàn tộc, cung phùng, bảo quang tôn giả. Những chữ này hiện lên trong đầu hàng lập, làm cho hắn trong lòng ngần ra, rồi lập tức thu kim hà trong tay. năm đầu ngón tay bỗng lòng ra, người yêu ngay tức khắc rơi thẳng từ trên cao xuống. Một khắc sau, đám tia màu đỏ cho mấy con người yêu liền lớn lên, thoát cái biến thành một vòng lửa to lớn rồi bay lên cao. Một vòng lửa đỏ sầm trong nháy mắt đã bao chặt lấy con thú thoát cái biến nó thành tro bụi hỏa liền sáng lên rồi lại biến thành tia sáng màu đỏ rồi lại nhập vào bên trong tay áo của hàng lộc hàng lộc lúc này mới quay đầu lại mắt nhìn lên hai con yêu vật còn lại vẻ mặt không chút cảm xúc các ngươi lá gan thật là to vì một ít hoa mộng linh mà lại dám có mua đồ với đồng phụ của ta sao hắn im lặng một lúc rồi mở miệng ra nói cũng nói những ngôn ngữ dị tộc thông qua sư hồn thuật khi trở về hắn có thể nắm chắc loại ngôn ngữ dị tộc này mà còn hiểu được đại khái mục đích đám yêu thú cấp trung này liên tiếp đánh vào đồng phụ của mình không có hoa một linh đám đồng bối tu luyện trên hắc ẩn sơn chúng ta không có cách nào thu thập đủ vật để về môn cung cấp sẽ không tránh được bị thiên bằng tộc rút hồn lột da bị đánh cho tiêu tán linh trí cho dù biết rõ các hạ thần thông quảng đại thì cũng đành phải thủ một lần còn thú đầu trâu rõ ràng là có linh trí rất cao, mở miệng trả lời hắn. Hoa Mộc Linh, thưa các người nói là loại linh dược này sao? Hàng Lập cười, một tay lật lên, trong tay đột nhiên hiện ra một đóa hoa tự sắc, bên ngoài rất giống quả chuông, tỏa ra mùi hương kỳ lạ. Không sai, chính là loài linh thảo này. Dạy hát ẩn của chúng ta linh sơn không ít, nhưng loài hoa này bây giờ chỉ có linh sơn của các hạ mới có. Thủ đầu trâu nhìn chầm chầm và bật trong tay hàng lộc một lúc lâu, mới phát ra tiếng cười gượng gào. Linh khí của loài hoa này không nhiều lắm, cũng không cách nào để luyện chế ra linh đơn dịu dược gì. Nhưng đối với sự cung phụng nghìn năm của các ngươi, lại có một vị trí hàng đầu. Điều này quả thật có chút kỳ lạ. Nhưng nếu không có chúng, các ngươi có thể thật sự bị đám người của thiên bằng tộc nghiêm trì. Có điều các ngươi tìm được một con hại lòng thú mới hóa hình, mà đã tưởng rằng có thể tấn công được đồng phụ của ta thì cũng khó tránh khỏi quá tự cao tự đại rồi. Lại còn lấy 10 đôi kim tụy tinh trùng làm thù lao, cũng thật không tiếc bỏ ra khoản tiền này. Nhưng theo ta được biết, những con kỳ vật nửa tên nửa trùng này bình thường trốn sâu dưới đất, trong các loài khoáng thạch hiếm thấy, rất khó có thể tìm thấy và phát hiện ra. Cho dù có gặp được, một lúc nào đó bị bắt thì cũng không có cơ hội sống sót. Nó sẽ hóa thành một viên tinh thạch, các người làm thế nào để có thể bắt được kim tùy tinh trùng này mà còn sống? Hàng Lập xoa cầm, ánh mắt chợt lóe rồi quay sang hỏi. Chuyện này nói cho các hạ cũng không sao. Năm đó sau khi mảnh đất này bị người của thiên bằng tộc phát hiện, trong dạy hắc ẩn sơn, những kẻ có tu vi cao hơn chúng ta không phải không có. Nhưng chúng đều bị tam đại trưởng lão của thiên bằng tộc tàn sát hết. Duy chỉ còn lại độc đám chúng ta được phép tu luyện tiếp. Tất nhiên là vì chỉ có chúng ta mới có sự thiên phú kỳ lạ. Khi hợp sức lại, có thể tìm thấy những vật cần cung phụng cho chúng. Nếu không, làm sao có thể sống tới bây giờ? Đột nhiên con thú đầu trâu phát ra một tiếng cười lạnh lùng. Các người có cách bắt sống được kim tụy tinh trùng sao? Hàng lập mặt không biên sắc, nhưng trong lòng có chút hoan hỷ. Không sai, bộ tộc hào thú chúng ta chỉ cần có chút thần thông có thể nhận ra loại tinh trùng này ở trong vô số khoáng thạch hơn nữa còn có cách làm cho chúng không thể hóa thành tinh thạch thủ đầu trâu hạnh diện nói tốt rất tốt chỉ cần dựa vào điểm này ta đã có thể bỏ qua chuyện các ngươi đến đây gây phiền phức cho ta một linh hoa ta có thể cấp cho các ngươi hàng lập bỗng nhiên mỉm cười thần sắc lại trở nên hiền hòa có chuyện tốt như vậy ư có điều kiện gì không thủ đầu trâu thông minh dị thường rất vui mừng nhưng lập tức phản ứng lại rất đơn giản. Một linh hoa các người cần bao nhiêu, ta sẽ cho bấy nhiêu. Nhưng là một trao đổi. Cứ 10 đóa hoa, thì các người phải đưa cho ta một đôi kim tụy tinh trùng. Ngoài ra đối biết kim màu sang hồ sa mà các người cung phụng ta cũng rất có hứng thú. Dùng đến hai loài sa này có thể đổi được một đóa mộc linh. Hàng Lộc khẽ cười nói. Tinh, tinh trùng là vật cung phụng Chúng ta cũng không có nhiều. Hơn nữa, 10 đôi trong đó đã hứa đưa cho bảo quan tôn giả rồi. Còn người của thủ đầu trâu xoay chuyện bỗng nhiên nói Bảo quan tôn giả Đó chỉ là một con hài thu hóa hình mà thôi Nếu như ta muốn loại linh trùng này Thì đương nhiên sẽ có cách giải quyết nó Ta cho các người thời gian 7 ngày để chuẩn bị việc này ba ngày sau lại đến động phủ ta trao đổi hoa mộc linh Nếu như không đến thì... <laughs> Hàng lập đột nhiên cười một cách đáng sợ Tay áo rung lên Gần đó một cơn gió nè nổi lên Rồi người biến mất vào không trung thủ đầu trâu và tam thủ cự mạng cả kinh. Lúc này mới phát hiện, đám tia sáng đỏ quấn chặt mình lúc này cũng đã biến mất. Hai con thú lấy lại sự tự do của mình, bất giác quay sang nhìn nhau. Một lúc sau, tam thủ cự mạng quay đầu nhìn theo mọi hướng, đầu ở giữa chớp chớp con người màu xanh, rồi bỗng nhiên thấp giọng nói với thú đầu trâu. Người đó quả thật đã đi rồi sao? Thủ đầu trâu nghe thấy thì chần chờ một lúc, lập tức há to miệng ra một viên luộc châu trong suốt bay ra. Viên luộc châu này cuộn tròn trên không trung, rồi phóng ra một làn ánh sáng màu xanh, bao phủ cả hai con thú vào bên trong. Bây giờ không còn vấn đề gì rồi. Sau khi dùng nội đan của ta làm bằng cách âm, thì người đó nếu dùng thần điểm nghe trộm, nhất định sẽ bị ta phát hiện. Thủ đầu trâu chớp chớp mắt, nói như vậy. Cửa mạng nghe vậy liền nhẹ nhõm hẳn, vội nói. Chúng ta sẽ chuẩn bị để đổi lấy hoa mộng linh sao? Vật cung phụng không chỉ là chuyện của hai chúng ta Còn cần phải thương lượng với mấy đồng đào. Nhưng muốn vượt qua lần cung phụng này E rằng chỉ có thể làm như vậy thôi Thú đầu trâu cười gừ nói Kim tụy tinh trùng và kim màu sang hồ sa Cùng hiếm có khác thường Nếu đem ra đổi lấy Thì lần sau sợ rằng sẽ không nắm chắc là tìm đủ đâu Cơ mạng nhắc nhở Lần này thì không phải lo Tình trùng và kim màu sang hồ sa Tất nhiên là rất khó tìm nhưng nếu chúng ta bỏ ra thêm nhiều thời gian Thì tất sẽ tìm được Còn số lượng một linh hoa mà người thiên bằng tộc cần Lại rất lớn Những nơi khác sớm đã khô heo hết rồi Chỉ có trên núi mà người này sống Mới có thể tìm đủ số lượng cho lần cung phùng này thôi Thủ đầu trâu nói có chút bất lực à, Nếu đã như vậy Chỉ bằng khi người của thiên bằng tộc đến lấy đồ cung phùng Thì chúng ta hãy nói với họ Để họ giải quyết tên kỳ quái này Còn cự mạng ba đầu lắc lắc đột nhiên nói. <laughs> người đừng có nghĩ tới chuyện đó. Chẳng lẽ người đã quên lần giao huấn trước ư? Ừ, cho dù người của thiên bằng tộc có giết được người này, nhưng một linh hoa trên núi tuyệt đối sẽ bị thu đi hết. Những đồ cung phụng tuyệt đối đến nửa đóa cũng không có. Hơn nữa, nếu như nói thật sự với họ là một linh hoa đã biến mất trên hắc sơn mộc, thì thiên bằng tộc còn giữ chúng ta lại nữa hay không? Thiên bằng tộc đã nhiều lần lấy được cổ đồ cung phụng chỉ cần một linh hoa số lượng đủ, thì nếu như những đồ cung phụng khác thiếu một chút, cũng không phải là không thể ứng phó được. Nhưng ngược lại, nếu như một linh hoa thiếu, thì những thứ khác có nhiều đi chăng nữa, cũng sẽ không có quả tốt để ăn đâu. Loại một linh hoa này dường như là thứ cực kỳ quan trọng đối với người thiên bằng tộc. Nếu không phải thiên bằng tộc có sự kiên kỳ khác thường đối với sương mùa đen nơi đây, tuyệt đối không dám lưu lại ở đây lâu. Họ không chừng đã phái người đóng dựng nơi đây rồi thủ đầu trâu lạnh đạm nói à, điều này ta đương nhiên là biết nhưng không cần phải lo lắng đến chuyện này nghi lệ nào đã quên lời hứa mà vị đại nhân trong sương mù đen đã hứa với chúng ta sao chỉ cần âm thầm được cho hắn linh thạch trăm năm thì hắn sẽ có thần thông đại thành giải trừ nô ngân cho chúng ta tới lúc đó không phải kiên kỳ mà trốn đi được rồi giọng của thú đầu trâu đột nhiên nghiêm nghị hẳn lên những người có thể tin được hay không đừng quên hắn trước đây là tiền bối trong khắc ẩn sơn chúng ta. Nhưng sau khi thoát chết tiến vào bên trong sương mù đen, là nuốt được tinh hạch của một con cựu quỷ thường cổ. Giờ hắn đã trở thành nửa quỷ nửa yêu rồi. Vạn nhất tới lúc đó, hắn là cái biến đổi gì khác. Tam thủ mạng do dự nói. Thì sao? Hòa huynh lo lắng về đại nhân đó không giữ lời hứa ư. Điểm này cứ yên tâm. Vì tiền bối này cũng xuất thân từ hào thú tộc. Hơn nữa là có đại thù đại hận với thiên bằng tộc nghĩ thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ không gây điều bất lợi gì cho chúng ta đâu. Hơn nữa, chúng ta đã âm thầm mang cho hắn rất nhiều tinh thạch trăm năm, giúp hắn tu luyện. Bây giờ, nhìn thấy đại công cáo thành, thì còn có thể lựa chọn nào khác sao? Thủ đầu trâu liên tục lắc đầu nói. Có thể là hoa mộ suy nghĩ nhiều rồi. Những rốt cuộc trong sương mù đen kia, có thứ quỷ gì mà làm cho thiên bằng tộc sợ hãi đến như vậy? Vị đại nhân đó phải chăng đã tìm hiểu rõ rồi? Cử mạng có chút hiếu kỳ hỏi Không biết Nhưng bên trong chắc chắn có gì cổ quái Cho dù với thần thông hiện tại của vị đại nhân này Thì cũng chỉ có thể lưu lại Ở bên ngoài của sương mù mà thôi Nào dám vào tầng trong Nhưng sự tồn tại của sương mù đen này Là chuyện rất lâu về trước ngài nói đó chính là chuyện xảy ra Khi mà người của thiên bằng tộc lớn mạnh nhất Cơ hội như thống lĩnh Cả một phi linh tộc Thủ đầu trâu cười gượng một tiếng nói Điều này cũng có thể chứ bất luận là trong sương mù có tồn tại gì thì đối với chúng ta đều không có lời Với tù vị của chúng ta, nếu một ngày bước chân vào đó thì chỉ sau một lúc thôi sẽ bị hút hết máu thịt, hóa thành cốt khô. Tam thủ cự mạng gật gật đầu nói. Sau khi thú đầu trâu và cự mạng bàn bạc với nhau vài câu thì lập tức thu yêu đang lại, hóa thành hai cơn yêu phong bay đi mất. Ngay lúc hai con thú rời đi không lâu, không gian gần đó bỗng chập chờn một nhân ảnh xanh nhạt từ hư không hiện ra, đó chính là Hàng Lập. Hắn ngẩng đầu nhìn hai con thú đã đi xa, cười một cách quỷ dị, đột nhiên nắm tay chộp một cái vào hư không, hướng về nơi hai con thú lúc trước đã đứng. Kim quang chợt lóe, bỗng nhiên hiện ra một tiểu trùng kim sắc to bằng móng tay, rõ ràng đó là một con phệ kim trùng đã được thu nhỏ lại mười mấy lần. Con trùng này hai cánh dàn ra, bay vào trong lòng bàn tay Hàng Lập. Hàng Lập chỉ một ngón tay vào linh trùng, nhắm hai mắt lại, lập tức thu hồi thần niệm trên người con phệ kim trùng. Những lời đối thoại của thủ đầu trâu và tam thủ mạng đều vang lên trong tai hắn. Sương mù đen, nửa quỷ nửa yêu, nổ ngân. Có nghĩa là gì? Người của thiên bản tộc nếu như không có cách nào lưu lại lâu trên đảo này, chỉ cần không tồn tại cấp hợp thể, thì trong thời gian ngắn cũng không cần phải quá lo lắng. Ai thật không ngờ, mấy con yêu thú cấp thấp này là có thể bắt được những thánh dược luyện thể như linh tùy tinh trùng. Đây là thứ mà những trường lão hợp thể kỳ trong thành uyên thiên uyên cũng không cách nào tìm kiếm được. Có nói rồi là tìm thêm một số linh vật khác, cộng thêm cơ thể kim cương xá lợi của ta thì có thể học được kim cương pháp thân của Phật Tông, có thể đem phạm thánh chân ma công của A ngưng luyện thành một thể. Nói về kim sang hồ xa, Sa, nó cũng là một vật hiện tại gần cấp. Nếu như dùng nó để luyện xâm nhập vào huyết nhục Thì sẽ làm cho thân thể càng thêm mạnh mẽ hơn Hàng lập lẩm bẩm mấy câu Vui vẻ khác thường Một lúc sau Hàng lập không cười Đột nhiên nghĩ đến một chuyện Khỏe miệng hơi nhất Bỗng từ sau lưng hư ảnh của đại bàng Và phượng hoàng ngủ sắc chợt lóe Một đôi cánh trầm suốt hiện ra Chỉ động hai cánh một cái Thì thân hình hàng lập đã phóng ra Một thành quang cho mắt chợt lóe Cả người hóa thành một sợi tơ ong ánh Bắn nhanh ra trên không trung chợt hiện ra một vệt sáng xanh rất dài dường như xe rách không gian từ chỗ tia sáng bắn ra nối đến thẳng chân trời rồi sau một khắc đầu của vệt sáng đó linh quang lóe lên sợi tơ ông ánh đã xuất hiện bên trong lại loe sáng lần này chìm vào chân trời không còn thấy bóng dáng khi hàng độc khởi động hai cánh phòng lôi đã biến thành linh bạo thì tốc độ đồn quang đã nhanh gấp mấy lần so với tốc độ bình thường chỉ trong quan cảng hơn hai ngày đã có thể bay ra khỏi hòn đảo xuất hiện trên một vùng biển cách đó vài trăm dặm vùng biển này khắp nơi phân bố các đám san hồ khác nhau lớn thì như một hòn đảo nhỏ bé thì chỉ có thể đứng được một người đây chính là động phụ của bảo quan tôn giả mà hắn tìm được thông qua sư hồn thuật vì tôn giả này chẳng qua chỉ là một con yêu thú cấp 8 hóa hình mà thôi từ hai năm trước nó đã dạo chơi đến vùng này rồi thu phục được bảy tám con hải thú cấp thấp và trung gần đó và định cư nơi đây. Đám hiệu thú đầu trâu trên đảo đã từng trao đổi một số linh dược với thủ hạ của con yêu này, nên mới miệng cường kéo thêm chút giao tình. Cho nên khi đơn độc không công phá được đồng phụ của hàng lộc, mới nghĩ tới việc dùng kim tùy tinh trùng để trao đổi lấy sự trợ giúp của nó. Đương nhiên, cũng là do đám tiểu thú đã đoán sai tu vi thực lực của hàng lộc, cho rằng cũng chỉ là tồn tại ở cấp nguyên anh mà thôi, nên mới làm như vậy. Nếu không tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện bất lợi cho mình. Hàng Lập không bỏ lỡ thời cơ. Một tay lật lên, từ trong tay áo vươn ra một bàn tay phát ra ánh sáng màu đen. Từ từ ấn xuống phía đám sàn hô. ầm ầm đùng, một tiếng nổ cực lớn vang lên. Từ trong lòng bàn tay hiện ra hư ảnh của một ngọn núi nhỏ, phình to lên trong quang hà màu xám, rồi hóa thành thực thể ép chặt xuống phía dưới. Dưới sự thúc giục toàn lực của hàng lập, nguyên tử thần sơn lập tức phình ra lấn đến nghìn trường. Nguyên tử thần quang ở dưới đáy cuồn cuộn phóng ra, đem toàn bộ bề mặt biển sang hô lớn tới vài mẫu, đều bị bao phủ bên dưới. Cử sơn vẫn chưa thật sự đập đến bên trên đám sang hô, thì đã phát ra những tiếng ầm ầm cực lớn. Những nơi mà anh săn xám đi qua, thì tất cả đá ngầm đều hóa thành bột vùng. Nước biển gần đó chịu áp lực cũng lật đến cuồn cuộn. Một cơn sóng cực lớn cao đến cả trăm trường, Trọng nhai mắt đã hình thành, đập lên bốn phía bắn tuần tóe. Hàng lập làm náo động lớn như vậy, đương nhiên đã kinh động đến đồng phụ ẩn phía dưới dạy sang hô. Chỉ chốc lát sau, một phần mặt đất biển gần đó bỗng từ dưới bay lên hai luồng yêu khí, một đỏ một xanh. Từ trong một luồng yêu khí, truyền ra một tiếng quát măng lớn. Người nào, dám đến làm loạn trước đồng phụ của chúng ta, không biết đây là nơi ở của bảo quan tôn giả đại nhân sao? Hàng Lộc nghe vậy cũng không có nói gì. Chỉ hướng ngón tay tùy ý điểm lên cử sơn một cái. Quang hà màu xám phía dưới cử sơn bay vòng vòng rồi sáng lên. Vây tròn cùng lấy hai luồng yêu khí vào bên trong. Sau khi hạ quang quay cuồng mấy vòng thì từ bên trong phát ra hai tiếng kêu thảm thiết. Hai con yêu vật trong luồng yêu khí đã bị nổ tung trong hạ quang. Hóa thành cơn mưa máu rồi biến mất. Đó chỉ là hai con hải yêu cấp 6. Hàng Lộc hoàn toàn không thèm để ý đến. Một khắc sau, cựu sơn lập tức tấn công mạnh vào mặt biển. Lập tức, một xoay nước cực lớn nổi lên dưới sức vạn của nguyên tử thần quan. Nước biển buôn phí xoay chuyển nhanh như ác ma rít gào, mặt biển gần đó lập tức bị khuấy lên tới mức lòng trời lở đất. Còn phía sâu dưới biển, một số tôm cá bị dọa cho kinh hoàng chạy trôn tư phía, trong đó có cả mười mấy con hải thú không biết tên, thân dài hơn một trường. Hàng lập lần này tùy ý thúc động uy lực của nguyên tử thần sơn, cuối cùng làm cho phía dưới mặt biển truyền lên một tiếng gầm phẫn nộ dị thường bỗng nhiên từ bên cạnh xoay nước bay ra năm luồng hắc khí luồng hắc khí đầu tiên cuộn lên đột nhiên hiện ra một đại hán cơ thể hùng vị đầu mọc một cây bướu toàn thân cốt giáp màu xanh lam tay cầm một đôi truyền lớn màu đen hàng lập nhìn liền nở nụ cười ở khóe môi không đợi đối phương mở miệng đã thúc giục nguyên từ thần sơn lập tức cử sơn cao nghìn trường sang lóe lên rồi biến mất. Cùng lúc đó, đại hán làm giáp chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu mình có bóng đen. Vội vàng ngẩng lên thì chỉ lọt vào trong tầm mắt là một mạng đen sì đang áp xuống. Nguyên tử thần sơn đã xuất hiện trên đầu hắn, đang nền xuống với khí thế hừng hực. Khi còn chưa tiếp cận hắn thì một cơn cử phong đã thổi đến làm hắn đứng không vững. Đại hán vô cùng hoảng sợ, thậm chí ngay cả hàng lập hắn cũng không nhìn vội vàng ném hai thanh chùy về phía cử sơn, rồi lăn lên trên mặt đất, lập tức hóa thành một con dao long màu xanh dài hơn 10 trường, rồi chợt lóe lên trốn chạy. Bịch bịch hai tiếng vang lên, hai thanh chùy lớn màu đen hóa thành cực lớn vài trường, nhưng đập vào ngọn núi thì không để lại vết tích gì. Ngược lại sau khi ánh sáng màu xám quay một vòng, thì hai chiếc chùy đó đã mất đi sự kiểm soát mà rơi thẳng xuống. Còn con dao long nó chưa kịp chạy tới nơi khác vừa mới bay được hơn 30 trường thì ánh sáng xanh chợt lóe. Còn giò lòng màu xanh cũng bị bó chặt, không cách nào cửa quay được. Lúc này, hàng lập mặt không chút biểu cảm, lại chỉ tay điểm vào cử sơn. Cử sơn quay tròn trên không trung, lập tức một cổ vô hình cực lớn sinh ra phía dưới. Trong trò bụi, con giò lòng màu xanh chưa kịp kêu lớn lên những tiếng kêu kinh khủng, thì cơ thể nó đã bị lực ép biến thành thịt vùng chỉ chừa một cái đầu dao long cực lớn là còn nguyên vẹn. Cho dù có thể giao long vô cùng răng chắc, được liệt vào hàng những yêu thú đứng đầu, nhưng một con dao long cấp 8 làm sao có thể ngăn được uy lực của nguyên tử thần sơn. Con dao long này thậm chí còn chưa thể nhìn rõ dung màu của hàng lập thì đã bị hủy đi thân thể. Những nguyên thần may mắn còn sót lại trên đầu giao long, không biết đã thi triển thần thông gì mà hóa thành một lòng quàng cho mắt, thoát cái đã dạy dùa thoát ra những luồng ánh sáng xám liều mạng bắn ra ngoài chính vào lúc này một con hỏa điệu ngân sắc gào thét từ trên trời bay xuống tốc độ cực nhanh chỉ thoáng một cái đã va vào đầu của con dao long một tiếng kêu thảm thiết phát ra một con tiểu dao màu xanh xông từ trong đầu dao long ra muốn chạy trốn nhưng ngân diệm chợt lóe lên và thoát cái bị hóa thành hư không chỉ còn lưu lại một viên dao mạc lặng lặng trôi nổi trên không trung đây đương nhiên là kết quả do hạng lập dốc hết sức để khống chế về linh thiên hỏa lưu lại. Còn về bốn con hải thú trong hắc khí, và lúc cử sơn xoay chuyện đã sớm không thể kháng cự, biến thành huyết sương, ngay cả tinh hồn cũng không may mắn thoát ra. Hạng lập thấy một hơi đã giết chết năm con yêu, cười nhạt nhấc tay lên ra một chiêu. Đầu của con giàu lòng lập tức bay vụt đến, bị hút vào trong lòng bàn tay. Hai mắt hắn hơi hiếp lại thăm dò chốc lát, trên bàn tay một ánh sáng chợt lóe đầu giao lòng biến mất nó đã bị hút vào trong trận vật trạc bàn tay màu đen hướng cử sơn vỗ một cái vào hư không nguyên tử thần sơn nghìn trường liền mở đi nhạt dần và hóa thành hư ảnh cuối cùng biến mất trong hư không hàng lập thu cử sơn lại tay áo rùng lên quay người bước đi nhưng hắn liếc mắt nhìn thấy xoay nước cực đại phía dưới vẫn chưa tiêu tan thì sau một lúc do dự bỗng nhiên thay đổi chủ ý thành quang khắp người hắn hiện ra, rồi hóa thành một đạo cầu vồng xanh nhập vào trong xoáy nước. Những nơi mà cầu vồng xanh đi qua, thì nước biển đều từ rẽ sang hai bên. Chỉ trong phút chốc đã xuất hiện trước đáy hòn đảo nhỏ phía dưới đám sang hô. Hàng lập liếc mắt nhìn ngọn núi, rồi ngắm bắn thẳng vào sườn núi. Một vệt kim quang kim sắc bắn ra, lóe lên rồi biến mất dạng vào trong hư không. Oanh, sau một tiếng nổ vang lên, đầu tiên là luồng ánh sáng màu xanh vàng Nổi tung ra. Tiếp theo là tầng ánh sáng lam hiện ra, nhưng cũng chỉ lóe lên một cái rồi nổ vỡ vụn. Ở phía sườn núi hiện ra một cửa lớn sang hô màu trắng. Hàng lập mỉm cười, đây chắc là đồng phụ của bảo quan tôn giả. Lại một kiếm khí vọt qua. Cửa sang hô hóa thành cho bụi, bên trong nước biển không còn hiện ra một thông đạo màu xanh trông như một hành lang. Ánh mắt hàng lập chợt lóe, thân hình thoáng một cái, đã đi vào bên trong. Thông đạo rất dài, có vẻ như gần 100 trường. Khi hàng lập từ từ xuất hiện phía cuối thông đạo, thì lập tức ánh mắt sáng lên. Hắn nhìn thấy một căn phòng rộng lớn khoảng 5-60 trường, nguyện nga lồng lẫy. Lót phía dưới đất đều là những tảng ngọc đẹp trắng nọn không tỉ vết. Và cứ cách khoảng một trường buông bức tường thì lại có một viên giả dạ minh châu lớn, lấp lánh phát quang được khảm lên trên. Còn trên trần nhà treo một cụm san hô màu đỏ như lửa, tỏa ra sự ấm áp, xù đi tất cả hơi nước trong đồng phụ. Hạng Lập có chút bất ngờ về nơi xa xỉ này, ánh mắt xoay chuyển, rồi nhìn vào một cái thạch đôn màu xám trắng được đặt trên đầu một căn phòng. Vật này thô ráp kỳ lạ, dường như chỉ được chế tạo từ một loại đá bình thường. Nếu không phải là nó phía trước bàn ngọc tinh xảo dị thường, e rằng nó chỉ được coi là một tảng đá to hơi dẹt mà thôi. Nhưng trong một căn phòng lớn như vậy Tất cả mọi thứ đều sạc sỡ loa mắt Chỉ có cái thạch đôn này Chẳng có chút thu hút Không có chút kỳ quái sao Hàng lập nghiên đầu suy nghĩ Một tay hướng vào thạch đôn Nắm vào hư không Muốn hút nó về phía mình để xem kỹ một chút Nhưng một cảnh tượng bất ngờ xuất hiện Dưới lực hút vô cùng lớn Do thần thông của hắn tạo thành Chiếc thạch đôn này lại hoàn toàn không đồng đầy Hàng lập chật rùng mình thầm suy nghĩ một chút, rồi từ từ bước về phía trước, đưa ngón tay ra, chạm vào thạch đôn. Đầu tiên là một luồng băng hàng chạy dọc từ đầu ngón tay, chạy lên cánh tay. Khi hàng lập chưa kịp dịch chuyển cánh tay ra, thì lại có một luồng khi nóng tràn lên. Hắn vô cùng kinh ngạc. Rồi hắn dứt khoát đặt cả bàn tay lên trên thạch đôn, thì chỉ cảm thấy hai cảm giác nóng lạnh khác nhau đang không ngừng chuyển biến sau đó trong cánh tay hắn là chuyển hóa thành một hơi ấm dạo dạc, làm cho hắn cảm thấy rất dễ chịu. Hắn nhìn vào cánh tay và vẫn chưa phát hiện ra điều gì không thỏa đáng. Hàng lập hơi nhăn mày, toàn thân lan tỏa ra những ánh kim quang, hơi dùng lực ở năm đầu ngón tay, muốn trực tiếp nắm lấy thạch đồn cao có vài thước này. Nhưng hắn chỉ thấy năm đầu ngón tay phát ra kim quang cha mắt, cơ hội như che khuất cả thạch đồn, nhưng nó hoàn toàn không đồng đầy. Hàng Lộc có chút ngạc nhiên. Hắn không nghĩ gì thêm, liền dùng bàn tay kia đặt trên thạch đôn. Hai tay đồng thời dịch chuyển khác thường. Một tay thì biến thành màu đen bóng loáng, một tay hóa thành trắng tinh trong suốt. Hai cánh tay lóe lên một cái, từ trong thân thể Hàng Lộc phát ra một tiếng nổ vang như pháo trúc. Đồng thời một sức mạnh không thể tin được tuôn ra, trực tiếp ảnh hưởng đến thạch đôn. Những âm thanh ùng ùng oang oang vang vọng, cả căn phòng lớn như rung lên, Thạch đôn cuối cùng cũng hơi lay động, nhưng lập tức lại trở về vị trí ban đầu. Lấy thạch đôn làm trung tâm, tất cả mặt của căn phòng lớn lập tức nứt ra vô số những khe nhỏ dài. Rồi dưới ánh mắt hàng lập, tất cả những chỗ khe nứt đi qua, thì những viên gạch bằng ngọc gần đó đều bị rung chuyển biến thành bột vùng, lộ ra một nền đất, thô ráp và đen sì. Huyền thiết tính Hàng lập vừa nhìn thấy đã nhận ra là lịch của mặt đất màu đen này ánh mắt hoàn toàn tỏ ra bất ngờ. Nhưng lập tức, hắn thu ánh mắt lại, một lần nữa nhìn chằm chằm khâm chớp vào thạch đồn phía trước. Thạch đồn lúc này là chìm sâu vào mặt đất gần một nửa, dường như trời sinh nó ra đã được gắn vào trong đó vậy. Hàng lập thở dài một hơi, vật này tuyệt đối không bình thường, ca khác thì không nói, chỉ dựa vào sức nặng của vật này đã tuyệt đối là thứ mà trong cuộc đời này bây giờ hắn mới thấy. Lúc này tuy hắn không triệt để phóng ra phạm thánh chân ma công, nhưng dựa vào sự phối hợp của cơ thể chắc khỏe và hai cánh tay bách mạch luyện bảo quyết của hắn, lại không có cách nào nhấc được thạch đồn đó lên. Sức nặng của vật này tuyệt đối phải là trên mười mấy vạn cân. Nếu hắn nhớ không nhầm, thì thứ nặng nhất trong tất cả những nguyên liệu quý hiếm hình như chính là thiên huyền trọng kim trong tin đồn. Một miếng thiên huyền trọng kim nhỏ bằng đầu móng tay đã đủ đè bẹp một đại hán lực lượng xuống đất. Còn phần lượng của chiếc thạch đôn này, tuy chưa có cách nào dò xét rõ ràng, nhưng nhìn vào thể tích của nó thì dám chắc, sức nặng của loại vật liệu này sẽ không nặng dưới thiên huyền trọng kim, thậm chí có lẽ còn nặng hơn vài phần. Ý nghĩ như điện vụt qua, nhưng sự kiện nghiệm trong tay lại hoàn toàn không có ý dừng lại. Chỉ thấy kim quang lóe lên, một kim khí chém phù xuống. Phù một tiếng, kim khí đã tàn ra, rồi bị hủy trên bề mặt của thạch đôn hoàn toàn vô hiệu. Nhưng Hạng Lập cũng không hề cảm thấy kỳ lạ. Vật này đặc biệt như vậy, điều nó ngay cả một kim khí cũng không chống lại được, thì e rằng lại làm hắn thất vọng. Nhưng cũng vì vậy mà sự hiếu kỳ của hắn lại càng tăng lên. Một tay lật lên, một thanh kiếm nhỏ vài tấc hiện ra. Nhưng khi kim quang phong lớn ra, thì nó liền hóa thành trường kiếm kim sắc. Hạng Lập một tay cầm kiếm, hoàn toàn không chần chừ chém mạnh vào thạch đôn. Một tiếng nổ càng lớn vàng lên, vô số kỳ mang phóng ra mạnh liệt từ trên thạch đôn. Nhưng hàng lập mặt hơi biến sắc, sau khi tay vừa thu trường kiếm, thạch đôn lại một lần nữa xuất hiện toàn vẹn không tồn hao gì. Thành trúc phòng vần kiếm sắc bén dị thường, vậy mà cũng không có cách nào tổn hại đến vật ấy mày may. Mắt hàng lập chợt loe sáng, hất vạt áo về phía thạch đôn. Đột nhiên một đám hỏa cầu màu bạc bay ra. Sau một tiếng vang nhỏ, hỏa cầu bọc lấy thạch đôn vào giữa và phát ra những tia nổ lách tách. Nhưng thạch đôn vẫn lặng lẽ nằm đó, không hề có bất cứ biến đổi nào. Thần niệm hàng lậm vừa lướt qua trên bề mặt của thạch đôn, trên mặt ngược lại lại hiện ra một tia vui mừng. Hắn cũng không đi đâu, trực tiếp khoanh chân ngồi ngay bên cạnh thạch đôn, hai tay bắt quyết, thôi động phệ linh thiên hòa tiếp tục luyện vật ấy. Từ giữa hai tay, một nguồn linh lực tinh thuần không ngừng truyền vào trong ngân sắc hỏa diệm. Cứ như vậy, thời gian từng chút một trôi đi, đã qua đi một ngày một đêm. Đột nhiên, Hàng Lộc khẽ quát một tiếng, Ngân Diệm liền trở lại thành một con hỏa điệu bay trở về. Sau khi xoay quanh một vòng liền biến mất vào trong tay áo. Hàng Lộc lúc này đã đứng dậy, một lần nữa tiến đến trước Thạch Đôn, bắt đầu nhìn chăm chú. Nhìn một cái, Thạch Đôn hầu như giống như trước, không có gì dị thường. Nhưng trong con mắt của Hàng Lộc, dưới làn ánh sáng xanh, bề mặt đã có chút dấu vết tan chảy, những dấu vết rất nhỏ hầu như mắt thường không thể nào nhận ra. Theo như tính toán của hắn, nếu như thật sự làm tan chảy hoàn toàn vật ấy, không có thời gian 10 năm thì căn bản là đừng có nghĩ đến. Nhưng Hạng Lộc không những không buồn mà ngược lại rất vui. Đối với những người tu luyện như bọn họ, thời gian 10 năm căn bản không là gì. Nhưng vật này kỳ lạ như vậy, chắc chắn là một dị bạo. Tên bảo quan tôn giả kia không biết làm sao mà phát hiện ra vật này. Với thần thông của hắn đương nhiên, đừng hòng động vào vật này. Chắc là đành dứt khoát, lấy vật này làm trung tâm, liền mở ra gian đồng phụ ở đây, định sau này sẽ nghĩ cách xử lý. Hàng lập chớp mắt đã đoán ra được bảy tám phần hành động lúc đầu của tên làm giao. Tuy nhiên, làm thế nào đem được vật này đi, đúng là một chuyện phiền toái. Dù sao vật này cũng nặng như vậy, nếu như cho vào trữ vật trạc, sợ rằng sẽ lập tức đè nát không gian trừ đồ, đành chỉ có thể dựa vào cơ thể mang đi vật ấy. Nhưng hắn sợ rằng, cho dù vẫn hết phạm thánh chân mà công, một lần cũng chỉ có thể đem đi một phần ba, nếu không đến đồn quan cũng không thể nào điều khiển lên được. Hàng lập nhìn thạch đôn trầm ngâm hồi lâu. Tay áo vừa tung lên, ù ù tiếng xe gió, hai đóa kim hoa bay ra từ tay áo. Sau khi xoay vòng một cái, liền biến thành hai con mộ chi đại kim sắc giáp trùng đã chính là về kim trùng đã trưởng thành. Miệng kêu lên một tiếng, về kim trùng lập tức bay đến trên thạch đôn. Từ hai hương khác nhau, bắt đầu nuốt từ trên xuống dưới. Hàng lộc không chớp mắt, nhìn chằm chằm vào cử động của vẻ kim trùng. Tuy về kim trùng có tiếng là vô vật bất phệ, nhưng thạch đôn này kỳ lạ như vậy, cho nên hắn cũng không thể nắm chắc được bao nhiêu. Không biết con trùng này có thể phát huy tác dụng hay không nhưng sau một lát do dự trong lòng hàng lập đã không cánh mà bay về kim trùng tuy tốc độ nuốt rất chậm chạp nhưng qua một lúc hai cây hối nhỏ quả thực xuất hiện trên thạch đằng quả nhiên là có thể cắn được vật này hàng lập trong lòng rất mừng rỡ nhưng chỉ trong thoáng chốc hai con về kim trùng cánh rung lên hai tiếng phạch phạch từ trên thạch đôn rớt xuống phát ra âm thanh lớn như tiếng nặng rơi xuống đất hàng lập giật mình một lúc lâu sau hắn mới giờ tay kim quang chợt lóe hút về kim trùng vào trong tay kết quả phát hiện về kim trùng vừa vào trong tay thì vô cùng nặng vượt xa so với trọng lượng thông thường của linh trùng Hạn lập chớp mắt không giấu được sự kinh ngạc cùng may con trùng này ngoài quá nặng ra tất cả những cái khác vẫn bình thường hai cánh và cơ thể vận động đầy không ngừng Hạn lập chăm chú nhìn con trùng hơi trồng ngâm một chút liền hiểu ra sự tình Hiện nhiên là với sự đặc biệt của chất liệu thạch đôn, cho dù là về kim trùng cũng không thể tiêu hóa ngay được, cho nên một lần nuốt quá nhiều thì lập tức vượt quá cực hạn, xem ra phải qua một khoảng thời gian mới có thể hồi phục lại như bình thường. Sau khi hiểu rõ, hằng đập thu hai con về kim trùng lại, nhưng trong tay áo lại bay ra hai con linh trùng khác. Cũng cắn nuốt như vậy, sau một chút thời gian, hai con về kim trùng cũng không thể chịu được thể trọng của chính mình mà rơi xuống đất lại được hàng lập thu lại nhưng lần tiếp theo bày ra từ trong tay áo ngược lại đã là bốn đóa kim hoa hơn nửa ngày sau sau khi hàng nghìn con phệ kim trùng được thả ra rồi thu vào thạch đồn trước mặt đã bị phệ kim trùng nuốt đi mất khoảng một phần mười nhưng cũng vì vậy thành công phân thành được ba khối lớn nhìn ba khối to nhỏ gần như nhau hàng lập hài lòng gật gật đầu hai tay bắt quyết trên người lại phóng ra kim quang đồng thời sau lưng một vầng sáng kim sắc hiện ra chớp mắt là biến thành một đạo hư ảnh kim sắc ba đầu sáu tay. Hàng lập vừa cúi người, như sức lực của hai cánh tay, cuối cùng từ từ ôm nhất được một trong ba khối đá lên. Tuy giống như bị một ngọn núi nhỏ đè lên người, nhưng với trọng lượng này đã có thể miệng cưỡng điều khiển đồn quang để đi. Hàng lập nhếch mép, đặt vật trên tay xuống, cẩn thận xem xét lại những chỗ còn lại của đồng phụ một lần, xem xem còn có những thứ thú vị khác hay không. Kết quả ngoài một số vật liệu đặc biệt của biển và lên thạch ra thì không có thứ gì khác đang chú ý. Hàng lập cũng không thất vọng. Sau khi lấy tất cả mọi thứ lại quay trở về đại sành. Lần này hắn đem hai trong ba khối của thạch đôn lần lượt ôm đến một chỗ cực kỳ bí mật trong đồng phụ. Sau đó bố trí một ảo trận để che giấu chúng. Tiếp đó hắn liền ôm khối cuối cùng lên bay ra khỏi cửa đồng phụ. Khi Hàng Lập xuất hiện một lần nữa trên mặt biển sau lưng lên quang phóng ra hư ảnh thanh điều thái phụng vừa chớp, phòng lùi xí hiện hiện ra. Hai cánh vừa đập, hắn liền biến thành một đạo tình huyết phóng ra, chớp mắt đã biến mất ở cuối chân trời. Vật ở trong tay quả thật nặng vô cùng, cho dù là dùng đến cực tốc thần thông phòng lùi xí, nhưng cơ bay được mấy canh giờ, hắn lập lại phải dừng lại để hồi phục thể lực, sau đó mới có thể tiếp tục lên đường. Ba ngày sau, hàng lập một lần nữa về tới đồng phủ hắc ẩn sơn mạch không nói lời nào đem khối đá đặt vào trong mật thất. Thời gian hai ngày còn lại, Hàng Lập cùng không vội vàng rời khỏi đồng phụ, chỉ ở trong mật thất dùng những phương pháp khác kiểm tra khôi đá vừa chiếm được. Kết quả vật liệu này ngoài cứng rắn vô cùng ra, bất luận tấn công bằng băng phong, xâm xét hay ma khí ăn mòn, đều không làm nó có bất cứ tổn hại nào. Còn đốt bằng các loại hỏa diệm, ngoài phải linh thiên hỏa ra, các loại hỏa diệm khác bao gồm nguyên anh chi hỏa của hắn, đều giống nhau, không thể làm nó bị tan chảy mảy may. Đương nhiên tác dụng của phệ linh thiên hỏa đối với khôi đá cũng cực kỳ nhỏ bé. Đây chính là vật liệu tốt nhất để luyện chế bảo vật phòng ngự thượng đẳng. Nhưng với trọng lượng của nó, nếu như đem luyện thành một bảo vật mang tính tấn công tương tự như nguyên tử thần sơn, có lẽ là uy lực cũng vô cùng kinh người. Sau khi kiểm tra xong, Hàng Lập lập tức có suy nghĩ như vậy, về phần rút cuộc sẽ xử lý như thế nào, đương nhiên còn cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng thêm. Nhưng Hàng Lập trong lòng bỗng giận mình. Đột nhiên kiểm tra những con linh trùng đã nút thứ vật liệu đang nằm trong linh thú hoàng. Hắn không khỏi giật mình. Hàng nghìn con về kim trùng trưởng thành, không biết từ khi nào rơi vào trong trạng thái ngủ. Bộ dạng giống như sắp tiến hóa thêm một lần. Kim trùng của hắn đã trưởng thành rồi. Nếu như lại tiến hóa thêm, có vẻ chỉ có thể là tình trạng phát sinh dị biến. Hàng Lập đương nhiên mừng rỡ cực độ. Nhưng như vậy, sử dụng thành liệu đặc biệt này như thế nào, có vẻ càng khó quyết định hơn. Sau khi lượng lượng nửa ngày, cuối cùng Hàng Lập vẫn quyết định đợi xem những con về kim trùng này sau khi tiến hóa thì có biến đổi gì. Sau đó mới tiếp tục suy nghĩ tới việc này. Thời gian hai ngày chớp mắt trôi qua. Ngày thứ ba cũng chính là thời hạn 7 ngày mà Hàng Lập đã hẹn với hai yêu thú đầu trâu. Kết quả vừa sáng sớm, không nhận hai con yêu quái này tới bên ngoài đồng phụ, mà cả kim mau cử viên và con giả trư khổng lồ cùng xuất hiện ở đó. Những con yêu quái này nhìn về phía hạ quan màu xanh bên ngoài đồng phụ của hàng lập, trong mắt mang theo về sợ hãi. Tất cả đều im lặng chờ đợi, không dám có chút ồn ào. Mà cho tới gần buổi trưa, thành hà mới dần dần tan biến như bọt biển, để hiện ra một cánh cửa đa lớn cao hơn 20 trường. Sau tiếng ầm ầm, thạch môn tự động mở ra, lộ ra một thông đạo phát ra ánh sáng trắng. Vào đi. Một giọng nói lạnh lùng truyền ra từ trong thông đạo. Mấy tên yêu quái trong lòng giật mình, nhưng cũng không dám cãi lời, lần lượt đi vào trong thông đạo. Đương nhiên trừ thú đầu râu ra, những con yêu quái khác đều phải thu nhỏ hình dạng lại mấy lần mới có thể tiến vào trong thạch môn. Sau một lúc, trong một gian thạch thất trong đồng phụ, Hàng Lộc ngồi trên một thạch đôn, từ trên cao nhìn xuống bốn con yêu quái trước mặt, ánh mắt dừng lại lâu hơn một chút trên người con kim mau cử viên. Thịt, một tiếng, Hàng Lộc không đợi mấy con yêu quái mở miệng, vùng tay áo lên một cái, một vật đột nhiên bay ra, rơi xuống mặt đất. Đó là một cái đầu giao long màu xanh rất lớn, vừa trông thấy vật này, mấy con tiểu thú yêu tinh liền cả kinh đây chính là thủ cấp của bảo quan tôn giả nay tên này đã chết giao dịch giữa các người và hắn ban đầu đương nhiên là bị hủy bỏ các người đã tới đây đúng hẹn mấy ngày qua chắc cũng đã suy nghĩ xong rồi đồ vật ca mang đến hay không hàng lộc hỏi biết khẩu khí không cho phép cử tuyệt nhìn chiếc đầu giao long xanh lè trước mắt mấy con yêu quái lập tức nhìn ra khi tức của yêu thú cấp 8 còn sót lại tên nào cũng chột dạ Vạn bối đâu còn sự lựa chọn nào khác chứ Chúng vạn bối đích thực Đã đem đến thứ mà tiền bối cần thủ đầu trâu và ba con thu khác Sau khi nhìn nhau Thì miệng cường trả lời Rất tốt Một linh hoa mà các ngươi cần Ta cũng đã chuẩn bị rồi Chỉ cần làm ta hài lòng Sẽ lập tức giao ra cho các ngươi Hàng lập là nhạc nói Sau đó ấn một tay vào trữ vật trạc Sau khi một đám bạch quang lóe lên Một chiếc hộp ngọc lớn hình chữ nhật Hiện ra trên tay vừa mở chiếc hộp, một làn hương hoa thầm ngát phả vào mặt. Trong hộp đầy những chiếc chuông vàng to bằng ngón cái. Cái nào cũng sáng rực, ước chừng có khoảng trên trăm chiếc. Xem kỳ lại, thì phát hiện những chiếc chuông phát ra một linh khí rất đậm đặc, lại là những bông kim hoa nhỏ màu vàng hình chuông. Trong đất sống động, chẳng khác gì những chiếc chuông đúc thật. Thật sự có nhiều hoa mộc linh như vậy. Hơn nữa, đều là loài từ một nghìn năm trở lên. Vừa nhìn thấy những bông hoa này, cổ họng của con vượn khổng lồ phát ra tiếng gừ gừ, tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hoa Mộc Linh, các ngươi đã thấy rồi. Kim Tụy tinh Trùng và Kim màu Sang Hồ xa đâu? Hàng Lập hỏi. Chỉ có thứ này sợ rằng chưa đủ. Đây chẳng qua là một trăm đoá mà thôi. Theo ước định chỉ bớt quá, đổi lấy mười đôi linh trùng. Ánh mắt thú đầu trâu ánh lên vẻ vui mừng, nhưng vẫn rất bình tĩnh nói. Hàng Lập mỉm cười, đếm một cái hộp trong tay phía trước, để trôi lơ lửng trong không trung tay kia xoay một cái hiện ra một chiếc hộp dài mở nắp bên trong cũng đầy ắp hoa mộc linh lần này lập tức khiến cho mấy con yêu quái há miệng kinh ngạc thế này đủ rồi chứ mang theo bao nhiêu tên trùng và san hồ sa lồi hết ra đây hàng lập nhìn chăm chú và mấy con yêu quái trước mặt từ tốn nói sau khi hết kinh ngạc mấy con yêu thú thì thầm với nhau vài câu cuối cùng tiểu thú rút ra từ trên người một miếng khoáng vật như thủy tinh to bằng nắm tay. Những con yêu thú khác cũng đều lấy ra những chiếc hồ lô đen to bằng bàn tay. Chớp mắt trong đại sảnh đã xuất hiện 15 miếng tinh thể và ba chiếc hồ lô đen. Hàng lập hai mắt sáng ngời, không nói lời nào, hướng về mặt đất nắm tay một cái. Lập tức một miếng tinh thể bật lên, bị hút vào trong tay. Hắn cúi đầu bắt đầu tỉ mỉ kiểm tra. Chỉ thấy bên trong tinh thể trong suốt, ngừng kết một đôi tiểu trùng màu trắng sữa dài khoảng hai tấc bất động như hoa đá thần niệm mạnh mẽ chớp mắt hóa thành vô số chân tơ xuyên thấu tinh thể tác động lên một trong hai con tiểu trùng lập tức trên cơ thể tiểu trùng nổi lên một lớp quang mang màu trắng sữa vừa động đầy từ trong miệng nhả ra một giọt màu vàng ngấm vào trong tinh thể cả tinh thể đột ngột biến sắc trở nên chói sáng rực rỡ hạng lập thấy như vậy thần sắc nhất động nằm ngón tay tóm lấy tinh thể lập tức một nguồn sức mạnh lớn tuôn ra trên linh thể, nhưng tinh thể chịu loay sáng vài cái thì trở lại bình thường. Quả nhiên, đúng là kim tùy tinh trùng. Hàng Lập lẩm bẩm vài tiếng. Tiền bối yên tâm, lũ chúng ta cho dù là ăn gằn gấu cũng không dám lường gạt tiền bối. Vậy sao? Hàng Lập trả lời một câu, đặt tinh thể xuống, một cánh tay kia vừa động lại tóm lấy một chiếc hồ lô, vừa dốc xuống, một dòng các từ kim sắc chảy xuống chớp mắt đã chất một đống cao hơn ba thước trước mặt thuần tay cạn lại cắt rơi một ít trên lòng bàn tay hàng lập nhìn chăm chú hồi lâu sau đó lần lượt dốc các hai hồi lô còn lại ra không tệ kim màu sang hồ này đích thực là cực phẩm luận trọng lượng cộng thêm 15 đôi tinh trùng tuy so với hai hộp hoa mộc linh thì vẫn kém một chút nhưng thôi cũng tạm được chúng ta hãy trao đổi đi hàng lập quét mắt một lượt hơi hợt nói nghe hàng lập nói như vậy bốn con yêu quái lộ ra vẻ mừng rỡ, lần lượt gật đầu đồng ý. Hàng Lập ném hai chiếc hộp, tiểu thú và kim mau cử viên lần lượt bắt lấy, sau đó cẩn thận cất đi. Cùng lúc đó, Hàng Lập vùng tay áo khu trên mặt đất một cái, một đạo hạ quang cùng qua, tinh thạch và hồ lô toàn bộ đều biến mất. Lần này trao đổi ta rất hài lòng, sau này nếu còn có dư thừa tinh trùng sang hồ xa hoặc những thứ kỳ trân dị vật khác, có thể mang đến chỗ ta trao đổi những vật cần thiết. Trong tay hạng mộ không chỉ có hoa mộc linh, sẽ không để các người phải chịu thiệt thòi đâu. Bây giờ các người có thể đi rồi. Hàng Lộc không mảy may muốn giữ mấy con yêu vật này lại làm gì. Sau khi nói vài câu lạnh nhạt, liền hạ lệnh tiện khách. Dưới khi thể uy hiếp của Hàng Lộc, thủ đầu trâu cùng mấy yêu vật khác không dám nói gì thêm. Lần lượt công kính lùi ra khỏi đồng phủ của Hàng Lộc, rồi điều khiển yêu phong rời đi mấy tên này sau khi bay ra xa khoảng nghìn dặm mới thở phào dừng lại một lần nữa tụ tập cùng nhau trên không trung thật tốt quá không ngờ lần này có thể có được nhiều hoa mộc lên đến như vậy hơn nữa đều là từ ngàn năm trở lên đều như nộp tất cả lên có khi những cung phụng khác đều được miễn giảm người của thiên bằng tộc cũng sẽ không trừng phạt chúng ta tên giả trư khổng lồ hoan hỷ nói à, ta cũng không ngờ người này có thể lấy ra nhiều linh hoa đến như vậy nếu như ta nhớ không nhầm Số lượng hoa Mộc Linh sinh trưởng trên ngọn cự sơn đó hình như không nhiều đến như vậy. Lẽ nào trước đây khi dò xét ngọn đuôi đó đã bỏ sót chỗ bí mật nào? Theo như ý của hắn, có vẻ trong tay hắn còn không biết loài hoa này. Cử viên nhíu mày nói, có lẽ là như vậy, hoặc là chính bản thân hắn đã có nhiều hoa Mộc Linh. Những người của Thiên Bằng tộc xem trồng loài hoa này như vậy, có thể thấy được sự quý hiếm của nó. Nhiều khả năng, loài hoa này là đặc sản của hắc ẩn sơn chúng ta tam thủ cười mạng đào mắt nói Được rồi Cho dù hoa một linh này quý hiếm bao nhiêu Cũng chẳng liên quan gì tới chúng ta Chúng ta chỉ cần có thể vượt qua 100 năm này Là có thể xóa đi nồ ngân Sau đó cao chạy xa bay Nhưng linh thạch thường đẳng Mà bị đại nhân đã yêu cầu Chúng ta nhất định phải tận sức cung ứng Nếu như có gì sợ sót Thì sự chờ đợi bao năm nay Coi như uổng phí Thủ đầu Châu suy ngẫm hồi lâu Rồi nói ra mấy lời này có hoa mộc linh rồi, có thêm trăm năm, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Nhưng quan trọng nhất là linh thạch trong tay chúng ta đích thực không còn bao nhiêu. Linh thạch cấp thấp chúng ta còn không dùng đến. Còn linh thạch loại trung đối với vị đại nhân đó đã không còn tác dụng gì. Nếu như là linh thạch cấp cao, quảng linh thạch sớm đã bị khai thác hết. Hơn nữa, vị đại nhân đó còn nói, muốn chúng ta cung cấp bốn viên linh thạch thượng đẳng thuộc bốn thuộc tính khác nhau. Loại linh thạch cực phẩm này đừng nói chưa từng xuất hiện ở Hắc Ẩn Sơn. Ngay cả những đồng đạo tu luyện khác ở bốn phía đạo, nhiều nhất cũng chỉ có linh thạch thuộc tính thủy mà thôi. Cho dù là muốn đổi, cũng không biết lấy đâu mà trao đổi đây. Kỳ Mao cử viên ôm ôm nói. Theo như những lời của vị đại nhân đó, những linh thạch thượng đẳng này là vật cần thiết để pha chướng ngại. Nếu không, thần thông rất khó đại thành. Giả trừ khổng lồ cùng thị thảo nói. Bốn con yêu tinh nhất thời yên lặng không nói được gì. Nếu như là trước đây thì khó nói. Những người vừa gặp thần thông quảng đại lại là từ nơi khác đến đây. Không chừng có linh thạch thuộc những thuộc tính khác nhau. Cự mạng ba đầu lúc lắc đầu nói. Điều này đương nhiên chúng ta có nghĩ đến. Nhưng với đạo hành của chúng ta làm sao có thể sử dụng linh thạch thường đẳng đường. Nếu như đổi lý vật này sợ đàn sẽ lập tức khiến đối phương nghi ngờ. Hãy cứ nghĩ cách khác trước. Cuối cùng nếu như thật sự không còn cách nào khác mới đi trao đổi với người này. Thủ đầu trâu cẩn thận nói. À, nói như vậy cũng có lý. Cứ đợi sau khi chúng ta đối phó xong với sứ giả của thiên bằng tộc rồi thương lượng tiếp. Vườn khổng lồ kiến nghị. Mấy con thú kia cùng chẳng còn cách nào hay hơn. Lần lượt gật đầu tán thành. Vậy là bốn con yêu quái lại biến thành bốn đám yêu khí. Bày về bốn hướng khác nhau. Hàng lập lúc này đã ở trong mật thất. Một tay chơi nghịch khối thủy tinh chứa tinh trùng ánh mắt chớp động như đang suy tính điều gì. Kim tụy tinh trùng tuy rất nổi tiếng, đã lưu truyền lâu trong hai tộc yêu nhân, nhưng số lượng có thể phát hiện và bắt sống thì cực kỳ nhỏ bé. Cho dù có ngẫu nhiên phát hiện ra, cũng chỉ có hai ba đôi mà thôi. Mà giá trị của một đôi đủ để khiến cho một tu sĩ cấp cao đại thương nguyên khí. Cho nên khi hằng Lập nghe nói, mấy con yêu thú cấp 6-7 này có thể cung cấp loại linh trùng này, trong lòng vui sướng không sao tả xiết tác dụng của tinh trùng có nhiều loại, không những có thể làm chủ dược mấy loại đan dược làm tăng đào hành, hơn nữa càng có tác dụng rõ ràng trong việc luyện thể. Dùng kim tụy mà loại linh trùng này nhả ra xoa lên cơ thể, cộng thêm sau khi hấp thụ dịch kinh tẩy tụy, có thể làm cho cơ thể của tu sĩ lập tức mạnh thêm một bậc. Nhưng với sức mạnh hiện giờ của hàng lập, phòng trần hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều. So sánh với hai loại trên, Hàng Lập càng hy vọng dùng loại trùng này vào phương pháp thứ ba. Đó chính là dùng loại tinh trùng này để luyện phạm thánh trần ma pháp tướng của mình, đem nó ngưng luyện ra thực thể thật sự. Uy lực to lớn của loại thần thông này, phối hợp với phạm thánh trần ma công, sẽ có được uy lực thôi sơn bình hại, cũng có thể coi là loại pháp thuật hóa thân đặc biệt nhất. Đương nhiên, loại thần thông này tương tự như Phật Tông, ngưng luyện kim cương pháp thân, hoàn toàn không phải là bí thuật gì phức tạp người biết nó cũng không ít. Nhưng những linh vật bổ trợ cần thiết, ngoài kim tụy tinh trùng ra, còn cần mấy loại linh dược khác. Độ quý hiếm của những linh dược này cũng không kém kim huy tinh trùng. Nếu như muốn thu thập đầy đủ, thì cần phải dựa vào cơ duyên. Tuyệt đối không thể mong đợi trong thời gian ngắn. Hàng lập nhìn chằm chằm tinh thạch trong tay, yên lặng suy nghĩ hồi lâu. Đột nhiên cổ tay vùng lên, trước mặt bỗng hiện ra bốn khối tinh thạch còn lại. Ngừng luyện phạm thánh chân mà pháp tướng, giữ lại 10 đôi tinh trùng chắc là đủ rồi. Năm đôi còn lại, hắn dùng để tăng cường sức mạnh thân thể. Hơn nữa chuẩn bị dùng thứ này để xung kích một lần nữa chướng ngại hóa thần trung kỳ. Đoán chừng cho dù tất cả thuận lợi, quá trình này cũng phải mất 5-6 năm. Trong lòng nghĩ như vậy, Hàng Lộc không chậm trễ giây phút nào, lập tức cầm lấy một khối tinh thạch. Trên tay hiện ra linh quang xanh thuần khiết, đồng thời nhắm hai mắt lại. Hai con tiểu trùng vốn bất động nằm trong tinh thạch, dưới sự kích thích của linh khí, đột nhiên đồng thời lắc đầu quậy đuôi, mở miệng mỗi con nhà ra một giọt kim dịch. Hai giọt chất lỏng trực tiếp chạy ra từ trong tinh thạch mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, rơi thẳng vào trong lòng bàn tay hàng lập, bị thanh sắc linh khí bao lại làm một. Tiếp sau đó kim dịch trong thanh quang, hình như gặp phải kích thích, liền phát ra kim quang sáng ngời. Tiếp đó ánh sáng này và thanh sắc linh khí hòa trộn với nhau, theo cổ tay chạy xuống trong chớp mắt, gà cánh tay đã nằm trong kim quang. Khi tất cả kim quang tràn ra, toàn bộ da thịt trên cánh tay bị nhuộm thành một màu vàng rực. Hàng lập một tay nâng cánh tay kim sắt, miệng nói lầm nhẩm. Cánh tay kim quang chợt loen sáng lấp lánh, đồng thời một vần sáng màu trắng nổi lên trên cánh tay và lưu chuyển không ngừng. Hàng lập ngược lại hơi thở ổn định, thần sắc bình tĩnh, linh lực trong người nhập vào trong một vần tuần hoàng lớn.